chào cả nhà, em có về một máy tiền 0.26 nữa nha. Rồi máy nguyên nguyên bản nha, vào tiếng máy nổ cho nhà nghe. Con này thì đợi bố tròn nha. Con này thì cả nó mất xích còn đầy đủ hết á. Rồi bóp ga. Rồi tắt ha. Rồi bây giờ em sẽ mời nhà xem cái tông của em này ha. Rồi về giá em này thì 5.700.000 đầu máy không nha cả nhà. Đây là quả hơi của em đó ha, đó, em thấy hơi cũng đẹp ha, trắng